cho mọi người đến với kênh YouTube này là người Tây sống ở Sài Gòn. Mình đi ăn lẩu dê nha mọi người. Thank you.
dê ở đây ngon lắm nè mọi người, lẩu dê cây dừa á mọi người, lẩu dê ở đây ngon hết trơn. Vừa ăn vừa ngắm nha mọi người, ở bên đường người ta bán bông nhiều lắm á mọi người. Thank you.